Hi, xin chào mọi người, mình là Hồng Anh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ việc đầu tiên mình cần phải làm khi biết mình có thai nha. Thì việc đầu tiên mình cần làm khi biết mình có thai đó là việc đầu tiên cần làm khi biết mình có thai đó là phải đi xét nghiệm, đi siêu âm, rồi đi xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu đó. Việc xét nghiệm máu là để biết là trong người của mẹ là có bị bệnh gì không, hay là xét nghiệm máu là có để biết nhóm máu của mẹ, coi thử là mẹ thuộc nhóm máu nào. Nếu như mà mẹ thuộc nhóm máu hiếm thì mẹ cần phải có một sự chuẩn bị khi mà cho nó bé ra. Nếu như mà có bất kỳ việc gì thì cũng có máu sẵn để em tiết cho mẹ để mà không bị thiếu máu. Và việc tiếp theo nữa là mình cần phải đi siêu âm. Thì việc đi siêu âm cũng rất quan trọng. Thì siêu âm là có thể là biết phôi nào là phôi nha, phôi đã vào tử cung hay chưa, em bé đã có tim thai hay chưa, hay là trong tử cung của mẹ là có cái gì bất thường hay là không. Nếu như mà có cái gì bất thường thì bác sĩ sẽ can thiệp kịp thời để giúp cho mẹ có một kỳ thai kỳ, một kỳ thai kỳ rất là thời kỳ, để cho mẹ có một thai kỳ tốt và không bị tất cả gì. Và sau khi mà xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm siêu âm thì mình cần phải làm theo những chỉ định của bác sĩ. Nếu như mà mẹ bị thiếu chất gì hay là bị bệnh gì đó thì bác sĩ sẽ có những chỉ định để mẹ được bổ sung và mẹ được chữa trị kịp thời trong quá trình mang thai. Và việc quan trọng nữa là mình cần phải khám thai định kỳ. Thì trong mỗi giai đoạn phát triển của thai á, là cần phải có một sự theo dõi sát sao của bác sĩ. Cho nên là mình cần phải đi khám thai định kỳ. Và mỗi giai đoạn thì có cần những bổ sung những chất gì đó, hay là mẹ bị gì đó là để bác sĩ sẽ can thiệp kịp thời. Nếu như mà mẹ bỏ qua những mốc quan trọng á, thì sẽ rất là ảnh hưởng đến em bé và mẹ. Ví dụ như trong 12 tuần đầu tiên là phóng thai, xong mình biết có thai nè, sau là có 12 tuần, rồi có 16 tuần, 22 tuần, 26 tới 28 tuần, 32 tuần, và sau 32 tuần là mình cần phải gần như là tới là phóng thai là 2 tuần một lần. Tới 36 tuần là mình sẽ phóng thai mỗi tuần một lần đó. Mật độ khám thai của mẹ mà còn về sau sẽ còn dài hơn. Thì cái giai đoạn mà còn về sau là còn phải theo dõi kỹ. Giai đoạn này em mới sắp ra đời rồi cho nên mình cần phải theo dõi cho kỹ. Còn những giai đoạn trước, ví dụ như 12 tuần đó, giai đoạn 12 tuần thì lúc này mình cần phải kiểm tra em bé về bệnh đau đó, lúc đó tới đó, 16 tuần, nếu như mà mình 12 tuần mình không kiểm tra được thì 16 tuần mình phải làm triple test. Cho nên là mình không được bỏ nha. Và tới 22 tuần thì mình sẽ là đi kiểm tra là hình thái. Cái đoạn này là sẽ là kiểm tra đoạn này mình sẽ kiểm tra toàn bộ cơ thể của em bé, có thể là có chỗ nào bị tật hay là gì đó. Đoạn này là bác sĩ sẽ làm rất là lâu, bác sĩ sẽ siêu âm từng một xíu xíu nhỏ, từng một ngón tay nè, một cái bàn tay, một ngón tay. Nói chung là em bé, nếu như mà em bé bị cái gì đó là cái đoạn giai đoạn này là sẽ rất cần ra ha. Ví dụ như bị dính ngón hay là gì đó là giai đoạn này là bác sĩ sẽ siêu âm rất là kỹ. Tim cũng vậy, giai đoạn này bác sĩ cũng siêu âm tim các bộ phận trong cơ thể của em bé, có thể là em bé có bị thiếu sót hay là bị khiếm khuyết gì đó không. Nếu như mà có thì sẽ có những liệu trình khống chế bệnh cho mẹ và em bé. Cho nên là các mẹ cần không được bỏ nha. Không được bỏ thì đó, không được bỏ những giai đoạn quan trọng này. Thì nó rất là quan trọng. Rồi, từ đây là những điều mình cần lưu ý khi mà mình biết được là mình có thai nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi nha. Bye bye.